Các bạn thân mến, hôm nay mùng 7 tháng 11, trưa tôi vừa đi đám cưới này. Mà cái này là ánh nắng nên là nó lúc đậm lúc nhạt. Đi đám cưới về thì mấy đứa em nó lại mang cái này là của Chimoray. Trên xã Moray nó lại mang mấy dè này xuống, thì tôi tranh thủ tôi chia sẻ này. Sáng nay định đi Ngọc Hồi nhưng chắc chiều mới đi. Chiều đi Ngọc Hồi lấy mấy cái, thằng em nó bảo có mấy cái kỳ tức hoa hồng đẹp, lá thì dạng lá lá mít gì đấy, hoa hồng đẹp thì tôi nên tôi xem rồi tôi lấy về thì cũng chia sẻ. Dạo này thì cứ thân lá để các bạn thông cảm, thì bạn nào quan tâm thì có thể ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1. Vừa đi đám cưới, dạo này nhiều đám cưới quá đấy, vẫn mặc áo đám cưới này, áo này áo mồi. Thì đây bây giờ tôi mấy cây này nhưng mà nó đi trên rừng trời mưa về nó vàng hết rồi, thì bây giờ tôi chia sẻ lên thì bạn nào ưng thì sưu tầm. Mấy cây này cũng tương đối là to đấy, cả nó đóng cái hộp này nó chở từ một xã Moray xuống này, xã Moray xuống đây là xuống thành phố Kon Tum là 100 cây đấy. Bạn nào quan tâm thì có thể là theo dõi. Các bạn thân mến, thì buổi trưa đi đám cưới về thì uống mini, nhưng mà nó đưa từ xã Mò Ray xuống đây là lá nó vàng, tức mấy mưa hôm qua mưa nó không đi được nên là cái dòng của mấy cái này lá nó một số cây hơi mỏng, chẳng hạn như cây đây lá dày thì nó còn tươi này. Đấy thì tôi xếp ra được 10 12 hình. Thế như cái đây dè cũng rất to này, thân nâu đốt ngắn, thân tím ngắt, thì cái này 400 này, còn những cái như đây là 3 4 kg hay là hình như kia nó bẻ ra, kia rừng nó gãy ra này, bốn cái này đây này, các bạn nhìn kia rừng này chả biết xanh hay không này, cái này hình như không xanh. Như bốn cái này thì là hình số 4 là 100 này, đây cũng có ba bốn cái này thì 100 là hình 5 này. Còn đây có những cây này nó rất to, cây này bạn nào mà sưu tầm ươm kia thì cũng tạm được. Đây nó có cái thân, ô thân này bị gãy rồi, thân này nó mọt. Nó mọt rồi các bạn. Thì cái này tôi định đưa là 300, thôi nếu bạn nào ấy thì nát nó rẻ. Đấy còn như những cái cây đấy nó dài cả mét này. Cây này thì nó bị gập thân này. Thì tôi để 200 nghìn, nhưng mà nếu bạn nào mua cái này vì nó dài cả mét thì tôi phải uốn nó nộn lại. Đấy còn cây 12 thì cũng dài. Đấy thì các bạn nào ấy thì sưu tầm, vì tôi về thôi thì nó đưa ông đây chả nhẽ mình không lấy, mình lấy tôi dụng trồng hơi nhiều. Không, cứ chia sẻ với các bạn nào sưu tầm đấy. Thì tôi đi vào chi tiết này, trời nó hơi nắng nắng quay chắc nó không rõ. Đây là cái hình một này là 150 nghìn, cái này nó chưa có hoa, mấy thân này chưa hoa. Thì cái này nếu mà gọi là kiến rừng là kiến rừng đấy. Thế như cái thân đây nó hơi góc góc nó hơi gập nhưng không gì vì nó thắt ngọn này. Cây này thân nó khá sáng các bạn, tôi để ánh nắng nó quay các bạn xem. Nó lại không sáng. Đấy thân nó khá sáng các bạn. Như lá héo ấy, thân mảnh lá tre. Lá tre này nó lấy về cái nó dập nước, nhưng mặt trên này thì hơi có ngấn này, nhưng mà mặt sau rất sáng. Thì cái hình một này 150 nghìn. Sang cái hình 2 200 nghìn về nó cao. Cái hình 1 này là nó được hơn 2 gang các bạn. Khoảng 40 cm. Đấy, cây này rễ sồm sồm. Cây này mà trời không mưa không gió nó giữ được lá này là rất đẹp nè các bạn. Cái là 1 gang, 2 gang nó khoảng 50 cm. Nó quay bên ngoài, quay bên tối. Đấy các bạn, thân lá này. Thân ngọn này. Lá tre. Đây thì nó có mấy cái thân đấy rồi, như thân này có hoa, hoa trong rừng rồi, nhưng người ta mới bóc cái này nó cũng nhiều thân này các bạn. Đấy thân hình như hơi vàng vàng. Hình hai này là 200 nghìn. Sang hình ba, hình ba 400 nghìn, vì cây này nó cũng khá to, thân nó không xanh lắm nhưng mà cái đây nó đen xì các bạn, đen đỏ bẩn, lá thì nó cũng nổi gân nổi yếc gì đây. Hình ba là 400 nghìn, nó có 5 thân già to đấy, cái này mọc ở cây to này.
vì cái này nó cũng dài, đóng cái này nó hơi dài này. Một gang, hai gang, ba gang, nó khoảng 60 phân, thân nù đốt ngắn đấy các bạn. Cây này thì có hoa rồi, thân đấy, hình 3 này là 400.000. Sang cái hình 4 này là cái này là chắc kỳ rừng, đây là kỳ rừng. Nó có bốn cái, như cái này nó, ôi cái này nó lại gãy mất ngọn, thôi kệ nó vẫn lên mầm. Như những ngày này cái kỳ rừng kiểu lấy người ta lấy nó gãy này, thấp nó. Cái này được khoảng 7 cm này, cái này thì khoảng 10 này. Đấy, bốn cái này. Bốn cái này là 100.000, thì thôi nó đưa ông đây thì nó cả một đống đây thì tôi trả chồng nữa, rồi tôi cứ để đây. Nếu bạn nào không không sưu tầm thì tối tôi lại livestream mà tôi lại bốc thăm trúng số. À, đoán số. Đấy, hình 4 này là 100.000. Sang hình 5 này là 100.000, nó cũng 4 cái kia. Đây nó có cả cái nhỏ tí tôi nhặt luôn ở đây. Các bạn thấy không? Cái rừng đấy. Đây, cái này chắc phải được hơn 10 cm này. Lá rất dày, đây nó mọc bám vẫn vào cây này. Đấy. Cả cái củ gì đây? Rễ cây gì đây? Đấy, 4 cái. Đây, cái này nó còn gãy, đây nó còn mỗi cái rễ đi đâu này. Đấy. Bốn cái này là 100.000, hình số 5. Sang hình số 6 thì 120.000, cái này nó rất nhiều thân, thân khá xanh này. Như cái thân này nó bị gãy này các bạn này. Nó gãy cái ngọn nó lại còn bị kiểu gì đây này. Đấy. Các bạn thấy không? Cây này là lá che mỏng này. Thân nó chả biết có xanh sáng khá khá sáng. Như thân già nó khá sáng các bạn. Thấy chưa, các bạn thấy chưa? À, đây nó còn có một cái nó gãy đây, nó có kỳ này. À, có cái mầm lên này. Cái này nó dài đây, cái này cả thân già nó phải dài khoảng 30 phân. Hình 6 là 120.000. Sang hình số 7 là cái cây này nó có hai thân này các bạn. Lá tre dày chứ không phải lá tre mỏng. Nó có hai mầm. 24. Đấy, gốc rễ này. Cây này thì các bạn yên tâm là cây rừng không phải. À, đây nó hay là hai bụi. Nó có hai mầm. Hình như nó của hai bụi nhé các bạn. Đây. Cái bên này của bên này, cái bên này của bên này. Thì cái này hai thân, nó được khoảng 30 cm. Đấy các bạn, thân lá như này. Hình 7 là 250.000. Sang hình 8 thì có mỗi cây này lá lại rất đẹp này. Hình 8 200.000. Cái này nó được gần 2 gang, gần 40. Đấy, thân già nó mọc quanh quẹo quẹo quẹo. Rễ như rông dài. Đấy. Nó cũng được mấy thân, một thân già này, 2 3 4 5 6, 6 như cái này từ đâu rồi. Đấy, trước mặt sau này. Gần 4 xem thì cái này 200.000. Sang hình số 9, cây này nó cũng rất nhiều thân mà thân hình vàng vàng. Đây là tôi nói cái thân tơ nó lại, tôi quay nó mọt mọt, nó mọt đây. Nó mọt chứ không phải, đây, bị con gì ăn này. Bị con gì ăn mà nó vẫn lên được, cái này lá nó vàng hết rồi. Còn các thân già thì nó cũng đủ củ đấy, cây này có hoa, cây này nhưng mà nó dài 1 gang, 2 gang, hơn 3 gang. Thì cây này 300.000. Bởi vì cây này nếu mà bán rẻ quá, đóng cái thùng nó rất là dài, thì phải 300.000 tôi mới chia sẻ, không đụng trầm. Hình 9 là 300.000. Sang hình số 10. Hình số 10 cây này thân nó khá sáng các bạn. Nó được khoảng gần 2 gang. Cây này thì chưa có hoa. Đây, cái này nó bị sâu, đầu sâu đây chứ không phải bẻ gãy. Kiến, gọi kiến, chưa có hoa. Đấy, thân cái này cũng khá là sáng. Được. Thì cây số 10 là 150.000. Sang cây số 11 thì nó khá là dài, cây này nó bắc vào cái vỏ cây gì đây. Các bạn thấy chưa? Nhưng nó bị gập thân đây, nó dài quá này. Thân của nó khá xanh các bạn. Đấy. Cây này lá cũng khá là tuyệt vời. Thì cây này 200.000,
200.000 viên nó bị gãy thôi, nhưng mà nó dài các bạn này, 1 gang này, 2 gang này, 3 gang, 4 gang, 5 gang. Như cái này nếu vì nó 200.000 đóng hộp dày vì thân nó hơi dẻo dẻo này. Nếu bạn nào mua thì tôi sẽ gặp nó lại này. Tức mình uốn cong trong cái hộp ấy để cho nó ngắn, nó đỡ tiền cước. Thì cây 11 này là 200.000. Các bạn thấy lá nó vẫn đi là cây này mà trồng cây rất to, dài cả mét đấy. Đấy hình 11 200.000. Sang hình 12 thì cũng 200.000, cây này lá nó vẫn còn các bạn này. Đây thân nó đây. Cái thân này nó bị gãy này. Nó ra cái mầm bên đây. Thân này dòng thân mảnh lá tre, nhưng mà lá tre dày, lá rất dày các bạn. Nó được 1 gang, 2 gang, 3 gang, hơn 3 gang nó khoảng 70 cm. Cây này nếu mà gửi thì chắc cũng phải đóng vòng này thôi. Vì thân nó mềm, dòng thân mềm chứ không phải tăng dòng thân cứng như, như cây đây. Cây đây là dòng thân cứng này. Cây này với cây này là dòng thân mềm. Quấn được này các bạn, đấy. Để đóng này thì nó đỡ. Thì hình 12 này là 200.000. Đấy thì các bạn, thì hôm nay thì tôi có mấy cái này thì vừa đi đám cưới về, cũng như thế tôi cũng đưa lên cho các bạn này, bạn nào ưng thì sưu tầm, không thì mai là tôi lại nổ khổ tôi để trồng một ngày. À mà không, nếu tối, nếu cái nào không hết thì tối nay chim đấu giá hoặc là đoán số thưởng, chia sẻ. Đây mấy cái kỳ này chắc đẹp, kỳ rừng. Thì các bạn nào sưu tầm thì nhắn tin số điện thoại 0965 895 207. Video này tôi xin tạm dừng đây. Xin cảm ơn, chào tạm biệt các bạn.